Chào các bạn nha. Hôm nay mình tiếp hai hành khách ở gì? Tây Ninh, Tây Ninh. Tân Tân Châu hả? Tây Ninh, Tân Biên. Tân Biên, Tây Ninh xuống là hàng mở trại vệ tinh nuôi ba dòng là Rottweiler, Doberman với lại dòng Malinois nha các bạn. Giờ mình sẽ dẫn hai anh đi vô trại coi lại, tư vấn cho anh này, quay cho các bạn xem luôn nha. Nè, đây là ba cái nồi này em nấu thực phẩm cho nó nè, đầu gà nấu nồi cơm điện ha. Này là cơm gạo nè, này cũng hồi luôn, này nồi nấu ngày nấu ăn ba nồi này là khoảng này khoảng tầm 60-70 kg thức ăn đồ ăn á. Này chuối chín nấu xay vô luôn ha, bầu bí mướp, đầu gà, gạo. Rồi đi. Con rốt là cái con đang chạy chạy rồi đó đó, rốt đó đang chạy chạy. Thôi rồi, xem ha. Tô. Doberman nè các bạn. Thôi là mất. Chúc cười. Con này là con của hậu vệ Nhật. Cái đó đó, đúng rồi, cái đó. Vậy là mấy con đồ ban nó có này không? Đồ ban sẽ lấy về chắc mấy ngày nữa. Nó cũng chạy dây tinh người ta còn sang lại luôn. Chưa có đây. Đang ở bên Bến Tre lấy về. Bến Tre mày, Bến Tre nè. Dạ. Nói vậy hả? Đi qua bạn nó đuổi giờ, tôi thành phố rồi. Dạ. Rốt này nè, con cái tơ, con này giao về tôi nông trang luôn nè, cái con sắp lên giống rồi. Con này con hiền khô, cái nó hiền lắm. Lucky. Lucky. Rồi nè, red. Red. Rồi ok. Rồi. Bắt tay cái. Chúc mừng hợp tác thành công nha. Rồi. Các bạn muốn hợp tác nuôi chó thì liên hệ số điện thoại của mình nha, 0766778880 nha. Được màu đỏ đen. Này được số 1. Khoảng tầm 10 kg, hơn 10 kg nha. Số 1 tay ke đứng đẹp, ức đen mặt đen, rất lanh lại luôn, rất là lanh lại luôn nha, giỡn cực kỳ luôn nha.
lên màu quá đẹp. Số 1 được, số 2 vàng mặt đen dài đòn cho khoảng tầm 9-10 kg. Số 2 nha. Vàng mặt đen số 2. Số 3 đỏ đen ức trắng mặt đen khoảng tầm gần 15 kg, tầm 15 kg ức trắng nha, bán bằng giấy cho con luôn nha. Con này đang giảm giá này các bạn, 15 kg tính tiền 10 kg thôi. Số 3. Được số 4 màu vàng sạch. Số 4 nha. Số 5 vàng sạch ức đen. Số 5 này cực kỳ lanh luôn, khoảng 8-9 kg. Quá quậy luôn, lông mướt mực. Được số 5. Số 1. Quá lành quá dữ. Tầm 9-10 kg. Đỏ đen. Thần kinh quá két, khét luôn. Cái số 1. Rồi, xin chào các bạn, đây là giống chó Doberman nha. Top 4 con cái khoảng 10 kg. Dòng này là có màu sô-cô-la với màu đen chân vàng nha các bạn. Nè, sô-cô-la đỏ nè. Quá đẹp luôn nè. Lông bóng mượt mịn nha. Ngực nở eo thon nha các bạn. Rồi có 2 đực. 4 con cái luôn mà 2 con màu sô cô la, 2 con màu đen. Quá đẹp luôn nè các bạn ơi. Chó này gần 4 tháng tuổi nha. Chích ngừa 3 mũi đầy đủ nha các bạn. Thích hợp cho các anh em nuôi làm giống nha, có bao tiêu. Cái số 2 rất là thân thiện luôn nha, cái tờ luôn, thích hợp cho anh em nuôi để giống nha. Tích, 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 tích.